gì Úc? Siêu thịt hả? Ở tiếng Việt đâu à? Thảo ở tiếng Việt nè. Ôi bự cho bá luôn, bự bẩn mặt luôn. Bự bẩn mặt luôn Úc. Tiếng Việt siêu thịt đó hả? Mà mình nuôi luôn không? Không có. À, Úc, mà Úc, người phụ nữ đảm đang luôn. Là nấu ăn rất là ngon. Một năm tổ chức hình như 2-3 cái giỗ. Một mình nên lo luôn hết luôn. Cậu nè, một nông dân rất là giỏi. Ổng học miếng ngành điện nè, chơi mà nhà đi điện. Nhà tự đi điện luôn hết cậu. Nó không tiếp mà. Tự đi điện luôn rồi đó. Có người tiếp. Vô mài mò hết luôn á. Nhà ổng thiếu gì trên chậu, giờ nhà ha. Có ba người con gái. Ba người con gái chưa có chồng. Không ai có chồng hết. Hai mấy tuổi không? 30 tuổi. Một đứa đang học đại học. Rồi hai đứa đang là đi làm. Rồi các bạn thấy là cái kho nè. Chưa? Đủ không? Bây giờ hai ông bà ở con mình. Mùa dịch này có con bé nó đi học đại học về á. Cái này là các bạn biết này cái gì không? Cái này là lá dừa. Lá dừa này cái cây dừa mình róc lá ra phơi cái để mà nhóm bếp lửa. Đây là nhóm bếp lửa đây nè các bạn. Nè, bếp lửa nè. Mỗi buổi sáng hay nhóm bếp lửa nấu nước đồ này kia, hay là nấu cái buổi sáng nó có một cái hương vị của buổi sáng rất là hay, tuyệt vời lắm. Thì nhà nào ở dưới quê cũng có cái lu hết các bạn. Để cái lu nè. Mà hai nhà ông cậu có tới lu và bồn tùm nhiêu nhiều lắm. Bây giờ mình ra, khoan mình lấy cái bọc ra mình hái, lấy mình tới cái thau, lấy cái thau ra hái ổi, hái ổi. Hãy nãy giờ hái mấy trái rồi. Đó. Nè. Rau bột tơ chỉ có bật bẻ vô rồi luộc ăn thôi. Tuyệt vời luôn. Ở dưới quê thường có cái này các bạn biết không? Đố bạn cái gì á? Cầu cá. Để mình nuôi cá dưới để rồi có cái cầu dưới để đi tiểu dưới thôi. Rồi, bây giờ mình ra mình hái tiếp mấy cái trái mẫu. Đó. Ôi, ổi trái quằn luôn nè. Kìa, đó có trái kìa. Trái thứ chín. Mình phóng lên mình bẻ nha. Ôi. Trái này ngon cực kỳ luôn. Mình mở ra luôn nè. Thể ăn được luôn các bạn, tại vì cái này bọc lại hết rồi. Ở ổi thạch. Giờ trời tối rồi, không thôi mình ra ngoài kia á. Ra ngoài kia mình review cho các bạn xem. Ngoài kia vui lắm, không ai chứ. Ngon dễ sợ luôn á, ổi chín ngọt. Thôi vô các bạn ơi. Đi với cơm lưng. Có thanh long. Tới mùa có thanh long ăn đã luôn. Chuối. Dừa. Chuối nè, chuối quá trời luôn. Hệ thống nước này là cậu đi hết. Hay nó có nguyên cái bồn nước luôn nè. Ổi này có tướng sông không? Có. Nhưng mà nó bầu nằm bọc ăn được ngon lành gì? Không được, ăn hết ớt mới cắt bát này không mà. Dạ. Được, ăn được rồi. Ăn được phải không? Thì mỗi một cái mùa gì cũng có tứ thuốc sâu nhưng mà ít lắm, mà nó nằm trong bọc cũng đỡ. Quá trời đồ, ok. Ủa?